Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Thì đứng kế bên mình chính là Kairon TV mọi người ơi. Đây à, đây chính là Kairon nè anh em. Kairon chào mọi người các coi. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là Kairon nè. À, bạn nha, cái này là channel của tôi chứ phải channel của ông nha. Bạn nha. Ok, thì hôm nay mình đã mời Kairon rồi đây để làm gì anh em biết không? Đó chính là hôm nay mình với Kairon tự nhiên hôm nay buồn quá không biết làm gì cho nên là hôm nay bọn mình quyết định là bọn mình sẽ đi tham quan map anh em ơi. Dạo gần đây mình thấy là Mini World cập nhật khá là nhiều những con map rất là hay luôn và có rất là nhiều những cái bạn tài năng, những bạn dân Mini World làm ra những con map rất là hay cho nên là bọn mình mới quyết định rằng bọn mình sẽ đi tham quan anh em ơi, tham quan những con map đó nha. Ok, chúng ta bắt đầu đi tham quan hay nào. Ok, và con map đầu tiên mà mình để ở top 1 nè anh em. Đây là con map mình cảm thấy là đẹp nhất luôn anh em. Đó thì mã số ID của con map này mình sẽ để ở trên màn hình cho mấy bạn có thể tải về nha. Đó thì con map này hình như là xây tượng của một cái nhân vật anime các bạn ơi. Đây các bạn coi nè, trời ơi, cái thấy cái tượng bự không? Trời ơi là trời, làm sao có thể mà gọi là bỏ cái công ra mà xây một cái tượng anime như vậy trời. Tôi có không biết đâu, tôi thể với ông luôn nha. Tôi chưa bây giờ tôi thấy xây một cái tượng nào má to. Tôi thể với ông luôn, bây giờ tôi chui vô trong cái miệng của người đó được luôn á. Tôi chui trong coi nè. Đó mấy bạn coi mình nè, bây giờ mình nhỏ đến nỗi mà bây giờ mình có thể chui vô miệng của người này đứng luôn anh em. Trời ơi, thấy mình nhỏ xíu luôn không? Trời ơi là trời. Ô. Không, cái này mấy bạn nào là otaku chắc thích mấy cái này lắm nè. Đúng rồi. Mà cái này là xây nhân vật gì ta? Mình nhìn giống thủy thủ mặt trăng quá, mình nghĩ chắc không phải thủy thủ mặt trăng đâu không mình. Nói chung mình không biết đây là nhân vật gì nữa, tại vì là mình rất là ít coi anime luôn cho nên là mình cũng chẳng biết đây là nhân vật gì. Kai biết nhân vật này nhân vật gì không? Nhân vật này hả? Nhân vật này nhìn thì nói chung là thấy giống thủy thủ thì còn ngoài ra không biết là gì. Nhưng mà bạn nào mà biết thì đừng quên để lại bình luận nha. Đúng rồi, bạn nào mà biết nhân vật này là nhân vật nào hãy bình luận cho mình bọn mình biết nha. Hả sao Kai? Có con gì dưới đây nè? Có con gì dưới đây nè? Ủa có con gì dưới đây? À, người xây map, cái này là giới thiệu người xây map. Bạn à, này là ui, người Việt Nam mấy bạn ơi, cái này là mọi người xây map nè. Là mèo con nè. Ui, mèo con nè hả? Một mã số ID là giờ chết tôi đập luôn. Mấy bạn ơi, mình lỡ tay mình đập luôn, mình quên mất mình đang ở chế độ sáng tác tạo. Ok xin lỗi. Mình không biết mình chui vô bụng của con nhân vật này được không ha? Mình chui vô thử. Bây giờ mình sẽ thử, mình sẽ thử đập cái miệng của nó ra. Ok, mình sẽ đập cái miệng của nó ra, mình chui vô thử nha anh em. Ui. Ui cay. Ủa nó rộng trời. Ui cay có để ý không? Là mình đi vào trong đây nè là mình sẽ bị hút xuống dưới sao? Tôi cảm giác mình bị hút xuống dưới á. Ui. Đúng luôn á. Tôi bay lên không có được. Bay lên không có được. Ừ nè, cay nhìn nè, giờ tôi bay lên nha, xong tôi lết chuột, tôi ngã xuống nè. Tụp. Ôi, tôi rơi xuống cực kỳ nhanh luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử mình nhảy xuống dưới coi nha, chắc chắn mình sẽ bị hút xuống dưới nè. Chuẩn bị nè, cay chuẩn bị nha. Hây. Ui. Trời nó nhanh. Trời nó nhanh. Ủa tôi thời với ông luôn. Cái này chắc cái giày nè. Ui, hình như là trong đây có cái lực hút của trái đất bị biến mất hay sao cây. Mình bị hút xuống dưới luôn rồi. Nói chung là con map bạn này xé rất là đẹp và mình đã bình chọn cho con map của bạn này là top 1 và con map mà mình cảm thấy đẹp nhất của mình nhận xét từ trước đến giờ bạn ơi. Rất là đẹp luôn, con map cực kỳ đẹp luôn. Những bạn nào mà là otaku chắc chắn sẽ rất là thích những con map như thế này. Trời ơi, quá đẹp luôn. Ok, và chúng ta bắt đầu qua con map thứ hai nha các bạn. Bắt đầu qua con map thứ hai nào. Ủa, Kairon, ông đang làm gì vậy? Hả? Cái gì? ông đang làm cái gì với cái bộ ngực của con nhân vật này vậy? Rồi, trời biết sao không? Tại vì á là cái map này bây giờ nó đẹp quá à. Cho nên là tôi đang gọi là muốn thử coi nổ cho coi cái bộ ngực này, coi bên trong nó có cái gì không. Vãi nồi, trí tưởng tượng phong phú, bên trong làm gì có cái gì trời. Thôi, cái này map của ta mà. Đó là trời. Trời ơi là trời, tôi nói rồi, cái này là map của ta, đừng có đụng vô hiểu không? Kỳ cục quá. Trời ông cứ kệ tôi đi, ông cứ kệ tôi đi, tôi đã bảo là ủa cái gì vậy? Cái gì? Bum. Cái gì vậy? Trời ơi, thấy chưa? Tại cay mà người ta bị bể cái ngực luôn, rồi nổ nguyên cái ngực luôn, rồi trời ơi là trời, Kairon này kỳ cục quá mấy bạn ơi, Kairon kỳ cục quá. Ok mấy bạn ơi, và chúng ta cùng nhau qua con map thứ hai nha các bạn. Thì đây chính là con map thứ hai nữa các bạn. Đây là một con map mà mình thấy là các bạn này xây cơ bộ là khá là kỳ công và cái nhân mà các bạn này mình nghĩ là chắc là một cái fan của Lego các bạn ơi. Các bạn thấy là ở đây là xây rất là nhiều Lego luôn. Ủa cái này là Lego hay là Roblox ta? Hình như tôi nghĩ là Lego đúng không? Đúng rồi, cái này là Lego. Ơi nhưng mà nhìn nó cứ tựa Roblox á ha. Nhìn nó cũng giống Roblox. Ơi, mà con nhân vật nó còn cử động được, nó là cay lại cái coi nè. Nó biết cử động luôn nha, mình đánh nó được luôn nè. Nó biết cử động luôn á. Đánh nhau không? Lego. Ủa nè, nó còn biết đi nữa nè, nó còn biết nhảy luôn trời.
Wow. Ui, đỉnh cao ghê luôn á. Là phải xây từng block rồi sau lắp vô rồi xây từng thứ luôn á. Đúng tới rồi. Cái cỏ luôn nè. Nè, đến cọng cỏ cũng phải tự xây nữa nè. Còn cái này là giống kiểu ơi cây, lúc nhỏ mà mình chơi Lego á cây Ron là mình kiểu mình để xuống dưới sàn á, cái mình đi mình đạp chúng mấy cái Lego mấy cái cục tròn tròn á, đâm vô chân mình đau muốn chết luôn thầy. Cực kỳ thốn luôn, cực kỳ thốn luôn. Nói chung là cái map Lego của cái con này biết cử động không? Trời. Cái bạn này xây cũng ghê lắm nha, nó to hơn người tôi luôn nè cay, nhìn này nó to hơn người tôi luôn nè. Ê nhìn nó dị quá, nhìn nó dị quá. Nhìn nó ghê ghê sao? Nhìn nó ghê ghê sao? Mấy con này lùm lùm nhìn dễ thương rồi, còn con này nhìn cao quá nhìn thấy ghê quá. Ê để coi coi, hình như là trong cái phần sữa này bạn nó có để chúng ta mấy con nhân vật nhỏ nè. Đó tôi đặt cái thử coi. Ủa đặt sao? Ủa sao đặt ra không được? Hả? Ủa từ từ tôi chắc tôi ra ngoài tôi đặt thử coi. Ủa cũng được luôn. À được rồi nè, được rồi. À đặt ngoài đây được. Ui hình như cái con này nó bán cái gì nè. Ôi nó bán khói cỏ cây ơi. Trời biết bán luôn. Ơi nhưng mà cái con này nó hơi bán mắc nha, nó bán bằng xu cây ơi. Nó bán bằng một xu vải nồi, con này bán mắc vậy. Ok mình mày, sẽ thử. Mình sẽ thử bỏ ra một xu mình mua thử coi. Ok mình được một khói cỏ nè. Wow. Wow đẹp vãi. Ok nhìn nè. Wow. Ơi nhưng mà này nhìn nó hơi bị lỗi nha. Cái chỗ này nó bị một cái khe hở nè. Nó hơi lỗi nha, chỗ này nó bị cái khe hở nè. Đó nó bị khe hở nè, nhưng mà không sao, bạn này xây cực kỳ đẹp luôn. Khói Lego mà nói chung là mình thấy là cái con map này cơ bộ à. Tuy đó là nó không có phải là thuộc dạng là quá khó xây, nhưng mà nó thẳng là nó cũng rất là kỳ công luôn á, cho nên là mình quyết định là đặt cho nó vào top 2 những con map mà mình cảm thấy là đẹp và mình cảm thấy mình ưa thích nhất nha. Cái này là ý kiến của mình nha, còn ý kiến của mấy bạn thì mấy bạn thấy con map này được mấy điểm thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, và chúng ta qua con map tiếp theo nào. Ok mấy bạn ơi, và chúng ta cùng nhau qua một con map mới nào. Thì con map này có tên là một con map có tên là gì ta quên rồi. Mini Food gì phải không? Đúng rồi, Mini Fast Restaurant. À, vậy là con map hình như là con map nấu ăn đúng không cây? Đúng rồi, con map nấu ăn. Con map này rất là nổi tiếng, tên gọi là thư viện mini bữa giờ luôn á mấy bạn ơi. À, đó. Thì mình nghe nói là có rất là nhiều bạn đã review, kể cả anh Vịt cũng đã từng chơi con map này rồi. Anh Vịt bảo là con map này rất là thật luôn. Khi mà chúng ta vào đây nè, chúng ta có thể tự nấu nướng luôn mấy bạn ơi. Nấu nướng rất là thật luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử test thử con map cho mấy bạn xem thử nha. Ôi ghê không ghê không? Hình như là cay cũng đã từng chơi con map này phải không? Chưa bao giờ từng chơi con map này luôn, thấy nhưng mà không chơi á. Ông đứng game coi. Là bị kẹt rồi. Ông đứng game coi. Bây giờ nhìn ông còn được có cái đầu. Phải thôi. Được có cái đầu. Còn được có cái đầu. Ok mình bắt đầu thử nha. Ui, bắt đầu cần đến 30 giây rồi hả? Trời biết vậy mình bắt đầu luôn cho nhanh. Ồ. Để xem coi. Ở đây là bạn này có xây một cái vòi nước nè. Trời. Còn chỗ này là ui cái này là cái gì đó, cái thùng hàng có thể lấy được thịt nè anh em. Ui mình lấy được thịt gà nè. Có cái đầu nè, muốn lấy luôn rồi, có cái đầu. Tôi sẽ lấy luôn cái đầu của Kyron đem đi nấu luôn. Ui hình như cái thịt gà này mình chặt ra được phải không? Ủa phải không? Ủa phải hả? Mình nướng được không hay là mình làm cái gì được không? Ui cái chỗ này để chiên xào hay gì nè. Ba, một. Ok vào luôn mình. Ok thì mình nghe nói nè là con map này khi mà chúng ta vào chúng ta sẽ được một cái nhiệm vụ, có nghĩa là người này là giao cho chúng ta là nấu cái món khoai tây chiên nữa bạn. Đó thì có thời gian chạy đây nữa nè, 36 35 34 33 32, và cái người này yêu cầu mình là phải nấu ăn trong vòng 40 giây. Phải không? 50 giây phải không? 50 giây, 1 phút á. Nói chung là nấu trong vòng 1 phút. Còn nếu mà bây giờ các bạn ơi mình mà nấu ăn mà nấu ăn chậm quá thì cái người này người ta sẽ bị tức giận anh em, kiểu như người ta đợi lâu quá người ta tức giận á. Mấy bạn coi nè, mấy bạn chuẩn bị coi nha, tí nữa cái số này đếm đến số 10 là cái mặt người ta tức giận luôn nè, coi nè. Thấy không, cái mặt ổng đỏ chét luôn, ổng tức giận luôn, mấy bạn thấy không đó. Trời còn có 7 phút nấu ăn cho tôi nhanh đi. Trời nấu gì chậm chạp lời mời quá. Trời ơi bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh. Trời em cũng không nấu cho anh ăn đâu hả, thấy không? Thì khi mà cái ông này ổng biến mất thì sẽ có một người khác xuất hiện, và ông này yêu cầu là một ổ bánh mì với một cái khoai tây chiên nè. Bây giờ nha, ở chỗ này các bạn thấy không, ở đây có một cái thùng hàng có để là củ khoai tây nè, mình chỉ cần lít vào đây nó sẽ cho mình một củ khoai tây. Bên đây có một cái thùng hàng có ổ bánh mì đúng không, lít vào đây mình sẽ được một ổ bánh mì đó. Và bên đây chúng ta có những cái gì, những con dao nè các bạn chỉ cần để khoai tây và những con dao này thì các bạn sẽ được khoai tây lát đó. Đó các bạn đem khoai tây lát bỏ lên dĩa và lấy cái này đem đi giao cho ta đó. Đó ok để xem coi, một bánh mì đúng không? Ok một bánh mì nè đặt lên đây, và sau đó một khoai tây lát đặt lên đây. Ủa tính là tôi đưa rồi sao cũng không được vậy? Ủa sao kỳ vậy? Ủa kìa. Ôi ơi, trời ông tức giận luôn kìa, what the hell. Anh ơi cũng phải từ từ, trời bọn em đưa rồi trời. Ủa bọn em đưa cho anh này sao anh không chịu nhận đi, anh còn giận bọn em anh. Ủa tính ra mình đưa cho ổng rồi mà ta. Kỳ quá vậy. Ủa kỳ ta. Kỳ vậy. Ủa chắc rồi là tụi mình không rành cái map này rồi. Ôi có vị khách thứ hai nè, vị khách thứ hai yêu cầu là 2 miếng khoai tây chiên nè cay. Ok mình sẽ lấy 2 miếng khoai tây chiên nha. Đó ok. Bây giờ mình chỉ cần đem là con dao nè. Ở tránh ra mình
đụng vô con dao chúng ta sẽ được khoai tây chiên nè. Sau đó chúng ta sẽ đem khoai tây chiên chúng ta bỏ trên dĩa nè, đó. Sau đó lấy tiếp tục lấy khoai tây chiên nè, rồi cắt khoai tây chiên nè, sau đó bỏ trên dĩa. Sau đó lấy hai cái dĩa, đó, lấy hai cái dĩa. Ơi có cần nướng không ta? Mình có cần nướng không ta? Này không biết nữa. Nhưng mà tôi đang có hai cái không nướng nè. Tôi đang có hai cái không nướng nè. Ok, từ từ tôi sẽ thử, tôi bỏ vào đây thử. Kỳ ta, tôi nhớ lần trước là anh Dịch anh chơi được mà. Ấy, mình đưa trọng hai miếng khoai tây mà ổng vẫn giận mình là sao ta? Kỳ vậy? Mấy cần phải sách này khó tính quá. Khó tính quá. Kỳ quá nha. Ủa kỳ ta, bị lỗi à hay gì ta? Ủa, hay là do mình với Kai chưa chơi map này nhiều cho nên bọn mình không biết cách sử dụng ta. Nói chung là, nhưng mà nói chung là con map này vẫn là con map rất là hay nha anh em. Cái cách nấu ăn rất là thật luôn. Ok. Ủa trời. Ui, cần hết giờ luôn Kai ơi. Ok bà, rồi mình cũng cần hết giờ rồi. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này và thấy thích ba cái map mà mình để trong video này thì các bạn đừng quên nhấn vào nút bình luận, like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình nữa nha. Và đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nữa nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bây giờ mình ốp đây trời. Bum sắp nổ rồi. Bum sắp nổ rồi. 3 2 1 nổ rồi, sắp nổ rồi.